Thưa quý vị, tự phố trộn những nguyên liệu khác nhau, thậm chí là phố trộn cả ma túy trong thuốc lá điện tử. Bệnh viện Bạch Mai đã ghi nhận nhiều trường hợp phải cấp cứu do ngộ độc. Thưa quý vị, nhiều tài sản của người dân đã bị vùi sâu trong bùn cát đỏ trong trận mưa lớn dạng sáng nay tại đường Nguyễn Đình Triều, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Nguyên nhân xảy ra tình trạng cát tràn được xác định là do mưa lớn đổ xuống cống thu gom nước, nhưng mà hệ thống cống này thì lại chưa được thi công để đầu nối ra biển. Còn trong sáng nay trong quá trình cải tạo sửa chữa hầm đường sắt đèo thị thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên thì một khối lượng đất đá cũng bất ngờ đổ ập xuống gây ách tắc sau. Sau hai ngày nghị án, Tòa án Nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai trả hồ sơ vụ tài xế hãng xe Thành bưởi gây tai nạn 5 người chết, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ vai trò của một số người phạm với bị cáo Lê Dương trong vụ án. Ngoài ra thì hội đồng xét xử cũng yêu cầu làm rõ vai trò của một số nhân viên nhà xe Thành Bưởi, tính hợp pháp của con dấu và chữ ký của Dương trong các văn bản hành chính và hoạt động vận tải kinh doanh nhà xe Thành Bưởi, tính hợp pháp khi mà giao con dấu chữ ký cho bộ phận nhân sự. Đã có một người tử vong do mắc bệnh sốt xuất huyết trong năm nay tại tỉnh Lâm Đồng. Nhiều vaccine mới trong đó có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, vaccine phòng bệnh zona thần kinh, vaccine phòng 23 tuyết phế cầu thế hệ mới vừa được Bộ Y tế cấp phép, gia hạn giấy đăng ký lưu hành. Ba loại vaccine này thì đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới và việc cấp phép tại Việt Nam là một tin rất đáng mừng đối với người dân. Thưa quý vị, sau khoảng 2 tháng điều trị thì nam sinh lớp 8 bị đánh tại sân đình lệ mật quận Long Biên thành phố Hà Nội đã tử vong trưa nay tại bệnh viện Như Trung ương. Chắc hẳn nhiều khán giả còn nhớ vụ việc xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 3. Do mâu thuẫn với nạn nhân thì một cậu bé 12 tuổi đã chạy về nhà gọi anh trai là Trương Văn Minh đến giải quyết. Người anh đánh nạn nhân tới mức phải nhập viện để điều trị trong tình trạng chấn thương sọ não hôn mê. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và tiến hành điều tra, xác minh làm rõ có đồng phạm trong vụ án này hay không. Hơn 90 tấn tôm hùm cùng với cá chết trên đầm Cú Mông thuộc vùng nuôi xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã gây thiệt hại lớn chưa từng có đối với người nuôi thủy sản nơi đây một trong những vấn đề lo ngại hiện nay đó là môi trường khu vực này sẽ có nguy cơ ô nhiễm nặng hơn khi mà cá tôm chết bị người dân vứt ra biển không được xử lý kịp thời Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phục vụ được hơn 82,5 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và có thể nói là người dân và doanh nghiệp đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí khi mà thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội. Tiếp tục với phần tin quốc tế, ngày hôm qua, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã tuyên bố 5 ngày quốc tang để tưởng niệm cố tổng thống Ebrahim Raisi sau khi ông Raisi và một số quan chức khác đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức trang trọng, không chỉ tại Iran mà tại nhiều quốc gia khác. Tổng thống Brazil Lula da Silva ngày hôm qua khẳng định là sẽ huy động tối đa nguồn lực khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử tại miền Nam nước này trong những tuần qua. Trước mắt chính phủ Brazil sẽ chi 2,6 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ. Cảnh sát Hồng Kông Trung Quốc vừa triệt phá một vụ buôn bán cocaine lớn thu giữ tổng cộng 225 kg cocaine với giá trị thị trường ước tính lên tới hơn 200 triệu đô la Mỹ tạo thuận lợi cho việc kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Đây là ý kiến của một số đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận về dự thảo luật được bộ sáng nay. Ngân hàng nhà nước cho biết sáng nay đã đấu thầu thành công 79 lô tương đương 7.900 lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là 9 thành viên. Giá trúng thầu là 89,42 triệu đồng một lượng. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc đấu thầu vàng miếng là nhằm can thiệp kịp thời xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Tổng cục Thuế cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng, đồng thời quy định cơ chế kiểm soát các giao dịch có liên quan. Đề xuất này được đánh giá là sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, việc thu thuế giữa các đơn vị kinh doanh công bằng hơn, góp phần làm minh bạch hoạt động kinh doanh vàng. Kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, thì tất cả cơ sở y tế tại Hà Nội sẽ thực hiện thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính. Đại lễ yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội, Đồng Nai đã tổ chức lễ ký kết và khởi động dự án nhà ở xã hội Eco Resident tại phường Long Bình Tân, thành phố trong bảo vệ môi trường. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa ghép tim thành công cho một nữ bệnh nhân 39 tuổi từ người cho chết não. Tự phối trộn những nguyên liệu khác nhau vào thuốc lá điện tử, thậm chí là phối trộn cả ma túy, nhiều trường hợp đã phải cấp cứu do ngộ độc. Thuốc lá điện tử đang được chứng minh là còn nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống. Thông tin chúng tôi vừa cập nhật Ít nhất một hành khách đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hàng không Singapore Airlines khởi hành từ London đến Singapore đi vào vùng nhiễu động không khí và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok của Thái Lan. Và theo thông tin ban đầu thì máy bay Boeing 777 đã rời Anh vào tối ngày 20 tháng 5. Trên máy bay thì có tổng cộng là 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn. Do gặp nhiễu động nghiêm trọng và hứng chịu gió mạnh thì máy bay đã phải chuyển hướng sang sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở tại Bangkok thay vì hạ cánh tại sân bay Changi của Singapore như kế hoạch. Singapore Airlines cũng đã xác nhận vụ việc khiến cho một hành khách thiệt mạng. Ủy ban điều tra của Anh đã công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài tới 6 năm về vụ bê bối truyền máu nhiễm bệnh cho hàng chục nghìn người trong những năm 1970 đến 1980. Kết quả cho thấy đây không phải là sự cố ngẫu nhiên mà do lỗi bất cẩn từ cả phía các bác sĩ và chính phủ Anh các nhiệm kỳ trong thời gian đó. Một máy bay vận tải quân sự đã hạ cánh xuống New Caledonia, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp để ở sơ tán du khách mắc kẹt tại đây. Đây là chuyến bay giải cứu du khách đầu tiên hạ cánh xuống vùng lãnh thổ này kể từ khi bất ổn bùng phát. Ngoại trưởng New Zealand cho biết là nước này đang hợp Tập đoàn Saudi của Ả Rập Xê Út thông báo sẽ mua 105 máy bay Airbus. Đây là thương vụ máy bay lớn nhất trong lịch sử của nước này. Saudi Airlines sẽ Liên hoan phim Cannes 2024 đã diễn ra gần một tuần với nhiều hoạt động phong phú. Hội trợ phim được tổ chức song song với liên hoan phim là nơi phản ánh rõ bức tranh chung của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Và năm nay hội trợ phim Cannes có gì đặc biệt và các nhà làm phim châu Á thì đang ở đâu trong cuộc tranh giành thị phần vừa mang tính kinh tế vừa mang đặc trưng văn hóa này? Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh đưa tin từ hội trợ phim Liên hoan phim Cannes, Cộng hòa Pháp hợp rất là độc đáo và đó cũng là tâm điểm của ninja magic show một chương trình hợp tác giữa liên đoàn siếc việt nam và đoàn nghệ sĩ nhật bản đang được công diễn tại việt nam